anh chị có bao giờ nghe cái cách quản lý cảm xúc khi mình chi tiền và làm cách nào để vừa chi tiền mà lại có thể thu hút được nhiều tiền về hơn thì cái tự đề hôm nay là cách quản lý cảm xúc giúp bạn thu hút tiền về được nhiều hơn thì uh, cái đầu tiên á, mình cần phải làm nè thứ nhất mình phải tập cái tánh là không nói những điều không tốt sau so lưng những người khác thứ hai không nói những điều không tốt khi mình nhận những cái hóa đơn mỗi tháng của mình thứ ba không phàn nàn về cái hóa đơn của mình hoặc là phàn nàn bất cứ điều gì cái thứ tư không chỉ trích ai hết cái thứ năm không nói những điều không tích cực cho nên mình hãy nghĩ về những điều à khiến mình cảm thấy có lòng biết ơn đó anh chị. Bởi vì trong cuộc sống này á, chỉ có mình và lực hấp dẫn thôi. Vậy nên khi mà anh chị cho đi cái gì thì anh chị sẽ nhận lại cái đó. Vậy nên mình phải làm chủ cái lời nói, cái suy nghĩ và cái hành động của mình. Mình luôn hướng về những cái điều tốt đẹp nhất. Và như anh chị ở đây cam kết với Lina là mình sẽ làm năm cái điều đó thì hãy comment tôi khé okay. nên mình phải nói những cái lời ái ngữ đó anh chị à, ái ngữ là những cái lời nói mà làm cho những người khác là vui vẻ nè người ta được hạnh phúc à, mình hướng tới những cái điều tốt đẹp giống như là những cái điều uh, những cái thiện lành á thì mình sẽ thu hút được những cái điều đó đến với mình giống như mình nói lập nhân quả phải không cái gì mình cho ra thì mình sẽ thu hút lại cái đó cho nên mình hãy nghĩ về Nếu như một ngày nào đó Chẳng hạn giống như là mình xài mạng internet nè Mình xài điện nè Thì chúng ta sẽ như thế nào Nếu như mà mình không có những cái đó Bình thường á, mình vẫn xài Đang đang xài tốt lành như vậy Tự nhiên đùng cái không có nữa Thì anh chị cảm giác sẽ ra sao Đó Cho nên á, khi mà mình Mình nghĩ về Cái mạng internet Hoặc là mình nghĩ về được điện á, Thì mình phải biết ơn ai mình phải biết ơn cái công ty tại sao tại vì công ty á, nó tin tưởng mình nó cho mình xài trước rồi mình mới trả tiền sau sướng không sướng phải không đó cho nên khi mà mình xài điện nè mình xài mạng internet xong nè thì mình phải làm gì mình phải trả tiền mình xài nước nè mình xong rồi mình sẽ trả tiền phải không anh chị thấy tuyệt vời không giống như là tự nhiên mình không biết những người này là ai hết nhưng mà họ lại cho mình xài những cái đó trước thì mình phải có cái lòng mang ơn với họ và mình phải trả tiền cho họ điều đặn. Thì khi chẳng hạn giống như là à, anh chị đây có đi vay tiền để mua nhà, mua xe không? Giống như có nhiều người nói ở bên Mỹ à, ai cũng đi vay nợ để mua nhà, mua xe. Thì thật sự ở bên Mỹ là ai cũng vậy hết. Cho <laughs> dù có tiền dư giả dạ, có tiền mặt người ta cũng không mua hết, người ta vẫn đi vay tại vì cái đó là cái lối sống ở bên Mỹ. Thì mình phải cảm ơn ai? Mình cảm ơn cái người cho mình vay. Cho nên khi mà mình mình mượn tiền thẻ ngân hàng nè, mình đi, mình đi um, shopping nè, mình mua đó. Mình mua cái này, mình mua cái nọ, mình mua đủ thứ hết, mình dùng cái thẻ, mình xài xong rồi mình đem đồ về mình xài đã rồi bắt đầu mới trả tiền. Thấy không? Đúng ngày đúng tháng thì mình trả tiền cho người ta. Cho nên ở đây á anh chị, à, khi mà mình có cái lòng biết ơn á thì mình phải nhanh nhẹn lên, chẳng hạn như tới ngày trả tiền thì mình phải trả, mình đừng có cà rê cà rê cà rê không chịu trả không à, nếu như mình cà rề cà rề á cái đó nói cho tiền của mình biết là làm sao nó cũng sẽ đến với mình cà rề cà rề cà rề luôn phải không cho nên Lina nói với anh chị ở đây á tiền sẽ về nhanh hay chậm với mình hay không là do cái tánh của mình nè à, cái thói quen của mình á mình có cái lòng biết ơn để chi trả cho những à, thứ mà mình xài hay là không ở đây á, có anh chị nào mà à, mượn, mượn tiền của người ta xong rồi không trả không? Đó, mình mượn tiền của người ta, người ta tin tưởng mình, người ta cho mình mượn tiền, xong rồi cái người ta phải đi đòi tiền mình. thì lần sau đó, anh chị nghĩ coi mình mượn người ta có cho nữa không? Chắc chắn là không. đã đã tốn công, tốn sức, tốn tiền cho mượn rồi, mà bây giờ còn phải đi đòi nữa. Ai mà dám cho mượn nữa, phải không? Cho nên đó, cái uy tín, cái uy tín rất là rất là quan trọng. Những người thành công á là họ cái uy tín của họ đi đầu. Cho nên nó nhắc tới tiền bạc cũng vậy nên chị phải nhanh chóng lên. Thì khi mà mình nhanh chóng thì tiền mới nếu về với mình mới nhanh ha. Cho nên nếu như có một ngày nào đó phải không? Thì uh, anh chị có nhiều người nói chứ uh, um, tiền điện tiền nước tới ngày trả rồi nhưng mà bây giờ mình không có tiền trả. Thì Lina hỏi nè, mình không có tiền trả là tại ai? Tại mình. Tại mình không có chuẩn bị trước. Phải không? Cho nên mình phải lãnh cái trách nhiệm đó Chứ mình không có thể nào mà than trách Xong rồi đổ đổ lỗi cho số phận là không có tiền trả Thì nếu như không có tiền trả thì đừng xài Còn nếu xài thì phải trả Quy lực nó là như vậy Phải không? Cho nên cái đó là mình phải biết ơn bằng cái lối sống của mình Khi mà mình biết ơn thì mình mới có được cái sự thành công Và mình khi mà mình có cái lòng biết ơn thì mình mới hút được những cái số tiền lớn đến với mình nhiều hơn. Nếu như mà bây giờ mình mượn mình không trả đó thì chắc chắn mình sẽ đẩy tiền đi chứ mình không thể nào mình hút tiền tới. Cho nên ở đây á, cái cách thức mình đi nè chỉ cho anh chị á, là cái lòng biết ơn. Tại vì chỉ có khi mình biết ơn thì tiền nó mới đến. Phải không? Thì bây giờ nè hôm nay Lina sẽ chỉ cho anh chị một cái cách để cho anh chị có thể thực hành cái lòng biết ơn mỗi ngày của anh chị ở đây á anh chị ai cũng có những cái cái hóa đơn phải không? Cái tỷ như mình uh, tiền điện nè tiền nước nè tiền nhà nè tiền rác nè tiền xe nè tiền uh, hóa đơn những con mình đi học nè uh, những cái hóa đơn mình xài thẻ tín dụng nè đó cái đó là những cái thẻ hóa đơn ha thì bây giờ á giá tỷ như cái hóa đơn nào mà anh chị trả tiền rồi đó thì ở trên cái hóa đơn đó anh chị sẽ viết lên là uh, anh chị sẽ viết lên là cảm ơn à, hóa đơn đã được thanh toán có nghĩa là mình đã trả tiền đó rồi còn nếu như mà mình có cái hóa đơn nhưng mà nó mình chưa có tiền để mình trả nhưng mà số tiền đó ở chợ nhất tỷ như là bây giờ là cái hóa đơn tiền điện là 300 đô đi mà mình không có tiền trả thì bây giờ mình sẽ nói như sao cảm ơn số tiền đã đến với tôi rồi xong mình hình dung tưởng tượng là cái số tiền đó đến với mình để làm chi để mình có cái số tiền đó để mình trả cho cái hóa đơn đó anh chị theo theo dõi kịp không? cho nên ở đây đó mình có cái hóa đơn mình trả rồi thì mình hãy viết lên cái lời cảm ơn hóa đơn đã được thanh toán còn nếu như mình không có tiền để trả cái hóa đơn đó thì mình hãy cảm ơn cái số tiền đó đã đến với mình ha nhưng mà khi mà anh chị um, viết như vậy đó thì anh chị nhiều khi á mình sẽ có những cái tiếng nói nhỏ đó. thì cái tiếng nó nói nhỏ đó. ừ nhưng mà mình cũng đâu có tiền để trả cái hóa đơn này đâu phải không cái đó là chuyện bình thường cái tiếng nói nhỏ của mình nó hay nói như vậy lắm cái đó là một cái lina sẽ chỉ cho anh chị là anh chị sẽ lấy 10 cái hóa đơn à, 10 cái hóa đơn ha hóa đơn mà mình đã trả tiền rồi đó cái anh chị mới viết lên cái hóa đơn đó là cảm ơn hóa đơn đã được thanh toán cảm ơn hóa đơn đã được thanh toán mỗi một cái anh chị đều viết lên cảm ơn hóa đơn đã được thanh toán số 2, cảm ơn hóa đơn đã được thanh toán cái hóa đơn thứ ba cảm ơn hóa đơn đã được thanh toán 10 lần như vậy thì khi mà anh chị lặp đi lặp lại 10 lần như vậy á cái tiềm thức của mình á nó tin là có thiệt nó tin là ô chủ nhân của tôi có tiền trả cái hóa đơn này rồi đó thì ở đây là mình muốn huấn luyện cái tiềm thức của mình á để cho nó có cái niềm tin anh chị thì khi mà anh chị có cái niềm tin đó tự nhiên nha tự nhiên không biết ở đâu nó sẽ có cái nguồn lực nào đó nó sẽ thu hút cái số tiền đó đến để giúp cho anh chị trả những cái hóa đơn mà anh chị đang thiếu cho nên ở đây á khi mà anh chị hay có cái thói quen mà giống như mỗi lần mình nhận mình mình nhận được cái hóa đơn á có phải trong lòng mình rất là lo sợ không hồi hộp không trời ơi tiền điện tháng này cao quá ờ, tiền tiền nước tháng này cao quá tiền đó mình trả ở đây thì bây giờ mình hãy thay đổi cái cảm xúc đó ra mình lấy cái hóa đơn đó ra mình viết lên cảm ơn số tiền đã đến với tôi cảm ơn số tiền đã đến với tôi cảm ơn số tiền đã đến với tôi và khi mình nói cảm ơn số tiền đã đến với tôi anh chị có cảm nhận được cái cảm xúc của mình rất là vui vẻ và hạnh phúc không đó mình phải vui vẻ mình phải hạnh phúc xong rồi á khi mình có tiền á thì mình viết cái hóa đơn đó lên là cảm ơn hóa đơn đó được thanh toán vậy đó quan trọng nhất các anh chị là lặp đi lặp lại và cái cảm xúc của mình phải là vui vẻ hạnh phúc và mình có cái niềm tin là mình à, đã trả được cái số tiền đó cho nên quan trọng nhất là ở trong tâm của mình nè à. ở trong mình suy nghĩ như sao thì ở ngoài nó sẽ y sập như vậy ok cho nên ở đây á, anh chị nhớ nha khi mà mình nhận những cái những cái gì mà mình cảm thấy tiêu cực á, là đừng bao giờ cho cái tâm trí của mình suy nghĩ những cái tiêu cực đi này chỉ cho anh chị một cái nữa nè chẳng hạn như nhiều khi mình ra đường mình lái xe mình sẽ bị là à, chú 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 áo vàng cho mình một cái một cái cái một cái giấy phạt là giống như là chạy quá tốc độ hoặc là chạy không an toàn thì giới như hồi xưa thì mình hay la phải không mình hay chửi trách móc nói biết bao nhiêu người không bắt thì bắt tôi <laughs> phải không à, cái thằng kia nó chạy nhanh hơn tôi không bắt thì bắt tôi, Và mình hay đổ thừa mình trách móc. á, thì bây giờ mình mới nói là cảm ơn chú đã làm công việc thật là tốt để giúp cho dân chúng được à, được à, an toàn nhiều khi anh chị gửi cái lời biết ơn đó lên á nhiều khi anh chị cầm cái tờ cái tờ đó đi ra, đi ra tò hay gì á có nhiều khi ông tò ông sẽ nói là cái tờ này bỏ rồi nhiều khi ông, ông chú cảnh sát đó ông không có nộp cái đơn bỏng vô thì sao hiểu không cái này là cái 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 nguồn lực cái vũ trụ đó, nó sẽ xoay chuyển cho mình mà mình thật ra là mình sẽ không có biết nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây á, là ở bên trong của mình luôn luôn phải có cái tâm vui vẻ hạnh phúc luôn luôn suy nghĩ những cái tích cực đừng bao giờ đừng, đừng bao giờ để những cái gì mà không tích cực vào trong tâm trí của mình vì khi anh chị để những cái gì không tích cực vào trong cái tâm trí của mình thì cái đó nó sẽ hút nhiều hơn nữa à, cho nên anh chị hiểu cái tiềm thức của mình mà phải không cái tiềm thức mà nó giống như lên đến ba tuổi vậy đó mình nói cái gì nó không biết đúng hay sai nó cứ là cho thêm trước đi cái đó là cái chủ nhân của nó thích à, cái cảm xúc nó rất là rất là quan trọng cho nên mỗi ngày anh chị phải để ý cái cảm xúc của mình tại vì khi mà anh chị có thể kiềm chế được cái cảm xúc của mình anh chị biết khi anh chị đang nghĩ cái gì thì lúc đó đó cái cuộc đời của mình cái cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi theo cái hướng mà mình mong muốn ok thì hôm nay Lina chia sẻ đến đây thôi mong là anh chị hiểu à, và áp dụng cái công thức này để anh chị để anh chị có thể hút được nhiều tiền hơn vì khi mình à, mình mình nghe tới tiền á, mà mình nhanh á, thì tiền nó sẽ đến với mình nhanh còn nhớ nha khi mình cà rề cà rề cà rề á thì tiền nó cũng cà rề cà rề cà rề với mình còn nếu như mà mình mà không trả tiền á mà tiền nó đi luôn đó cái lực chủ trụ nó là như vậy rồi cho nên muốn có tiền thì cái gì cũng phải nhanh hết phải không nghe cái cơ hội làm kinh doanh mà kiếm có tiền hãy vô làm Đúng không nghe cái gì mà đụng tới tiền bạc đó mà mình muốn có nhanh á là mình phải làm, mình làm thì mình mới có. Ok, liên này chia sẻ tối nay thôi. Vậy thôi, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.